bỏ ra. Bao giờ chị mới bỏ được cái tật ăn trộm hả? Nói xem. Tao trộm lúc nào? Tao mượn mấy hôm mà tao trả. Lúc nào chị cũng bảo thế, chị có trả đâu. Mà đây là tiền đóng học phí của em, đừng hòng chị đụng tới. Tao đang có việc cần gấp thì tao mượn mấy hôm. Đứa đây. Không, em bảo là không được các bạn. Chị. Thế mày làm cái trò gì đấy? Ni, mày lại ăn trộm tiền của Ly à? Em ăn trộm lúc nào? Em có việc gấp, em mượn, xong rồi em trả mà. Này, gần 30 tuổi đầu rồi đấy, bao giờ mày mới bỏ được cái thói ăn chơi lêu lỏng này? Mà nhìn cái Ly đi, chăm chỉ học hành, chỉ chui như thế. Mày là chị gái mà không thấy xấu hổ à? Ừ, lúc nào em gái anh cũng là nhất. Em gái tao đấy, không phải em gái của mày à? Này, anh nhớ lại đi, lúc nào anh cũng thiên vị con Ly. Nếu mà ngày xưa anh cho em tiền đi học ấy, thì nó đã khác rồi. Này, không phải là tao không cho mày tiền ăn học, mà là bản thân mày không chịu học. Cất tiền đi. Cái gì đấy? Sáng bảo hôm nay nhà em không có ở nhà. Thì bình thường nó đi học đến chiều nó về. Sợ nó về sớm đấy. Bất tướng tật đấy. Mà thôi, anh đi về đi. Hôm sau em bù cho. Nhớ đấy nhá. Ừ. Này, đầu óc chị kiểu gì mà dắt chai về nhà Hú Hí đấy? Kiểu gì á? Mày đã phá đám tao rồi, bây giờ còn định chất vấn tao á? Chị đừng thấy em hiền mà được đà lấn tới nhá. Làm sao? Mày định làm gì tao? Đánh tao à? Mày định đánh tao à? Ly, có làm sao không? Mày lại bắt nạt Ly à? Sao lúc nào trong mắt anh em cũng là người xài đấy? Không phải à? Được, lúc nào em cũng chỉ là con Ly thôi. Thế em không phải là em gái rồi của anh à? Này, anh không xem mày là em gái ấy. Anh không bỏ công bỏ sức nuôi mày từ bé đến bây giờ đâu. Ok, nếu mà anh đã coi em là gánh nặng như thế thì chúc mừng anh, sắp tới sẽ được giải thoát rồi đấy. Hứa vào mắt. Sao không? Không. Giới thiệu với anh, đây là Luân, chồng sắp cưới của em. Tuần sau bọn em cưới. Anh biết là mày đang giận anh, nhưng hôn nhân không phải là chuyện đơn giản đâu. Đừng mang nó ra để đùa như thế. Em không đùa, em nghiêm túc. À, anh ạ, em biết là chuyện này hơi gấp gáp, nhưng mà anh yên tâm đi ạ, em hứa là em sẽ đối xử tốt với Mi. Hai người quen nhau được bao lâu rồi? Bọn em quen nhau được gần một tháng rồi. Gần một tháng? Gần một tháng vậy cậu biết gì về em gái tôi? Chuyện đấy không liên quan đến anh. Có chứ, đám cưới thì dễ, nhưng mà hậu quả sau đám cưới, ai là người chịu? Mình đi thôi anh, có gì ấy, để đám cưới gặp nhau. Anh không đồng ý đám cưới này. Có tư cách gì? Anh có tư cách của một người em trai đấy Mi ạ. Anh cố tình làm như thế để thấy em không hạnh phúc chứ gì. Tại sao anh ích kỷ đấy? Gần 30 tuổi đầu, đừng suy nghĩ và hành động bồng bột như một đứa trẻ con nữa. Hôn nhân không phải là chuyện đùa. Phúc em hưởng, họa em chịu, chả liên quan đến ai cả. Anh Luân ơi! Anh Luân! Anh Luân ơi! Anh Luân! Em có món quà này tặng cho sếp. Đảm bảo sếp thích. Quà này vừa trắng, vừa to, vừa thơm. Kiểu gì cũng hợp khẩu vị của sếp ạ. Trời nhé! Ta định dùng mình làm quà tặng cho sếp à? Anh Luân! Mở cửa ra! Mày! Này, cô nghĩ cô vào đây rồi mà cô thoát ra được á? Cô ngây thơ nó vừa thôi. Khốn nạn! Sao anh lại như thế nhỉ? Mày! Này, chẳng phải là cô đang muốn thoát khỏi sự kìm hãm của anh trai và em gái cô à? Cô đang cố giúp cô. Chẳng là cô ngoan quá. Tiếp xếp cô, để xếp cô hài. Tôi không muốn! Thả ra! Mày im rồi! Ngồi xuống! Mày cứ kêu lên đi! Kêu to lên! Không ai tới đây giúp mày đâu. Cố ít thôi.
Giờ là anh đã tới. Chúng ta đi thôi. Tao không đi. Đi. Bỏ ra. Đi. Mày này. Này. Tốt nhất ấy, mày nên nghe lời tao. Không ấy thì đừng trách tao tuyệt tình, hiểu chưa? Đi. Bỏ ra. Có ai không kêu tao mà. Mày. Từ bé đến giờ ấy, tao còn chưa làm anh nó. Vậy tại sao? Tại sao mày làm anh nó? Tao đã báo công an rồi. Mày cứ đợi đấy mà lên phường nước trẻ đi. Mày. Có em với anh Hùng ở đây rồi, chị đừng sợ. Anh ơi, anh xin lỗi. Là do em nông nổi nên là mới ra nông nỗi này. Bây giờ em cũng không dám nhìn mặt hai người nữa. Em với anh Hùng lúc nào cũng yêu thương chị. Nhưng chị gặp được những điều tốt nhất. Không sao là may rồi. Từ trước đến giờ, anh lúc nào cũng yêu thương hai đứa như nhau cả. Chẳng qua là cách thể hiện tình cảm của anh làm cho em hiểu lầm là anh thiên vị Ly hơn. Thật ra không phải như vậy đâu. Anh xin lỗi. Cả hai người không có lỗi. Lỗi thật thôi em ạ. Anh xin lỗi. Sao đâu. Đi về thôi. Còn mày, công an sẽ làm việc. Mày xuống ngay lên. Mày mở cửa ra. Mày mở cửa ra, mày xuống ngay lên. Mày xuống ngay lên. Xuống ngay. Xuống ngay, ngay. Xuống ngay, nhanh lên. Mày điên đây. Này, mày có điên đây không hả? Mày có điên đây không? Điên đây. Có chuyện gì vậy anh? Tao không nói chuyện với mày, tránh ra. Mày điên đây. Điên đây, nhanh lên. Tôi hỏi là có chuyện gì? Sao anh cứ bắt tài xế của thường xe là sao? Thằng tài xế của mày dám vượt mặt xe tao. Tôi xin lỗi nhá, nếu như mà tôi có lỗi vượt xe anh. Nhưng mà mẹ tôi đang cần đi cấp cứu gấp. Mày lừa tao đấy à? Thằng tài xế của mày bị mù hay sao mà dám vượt xe tao hả? Mày xuống ngay nhanh lên. Tôi không hiểu anh nói chuyện gì nhá. Nhưng mà nếu xe tôi vượt xe anh ấy, thì anh nói đi. Xe tôi vượt xe anh đoạn nào? Nếu anh không nói được ấy, thì tránh ra để chúng tôi đi. Tôi đấy tránh đi. Mày làm gì được tao? Này nhá, anh đừng để tôi phải nặng tay với anh. Nặng tay với anh nhá. Đấy. Mày làm gì được, mày làm đi. Làm đi. Mày làm đi. Mày. Mày đứng lại đấy. Mày. Mày đứng lại đấy. Anh có sao không? Không sao không? Anh không sao. Em yên tâm. Kiểu gì nó cũng đi lại đoạn đường này một lần nữa. Nhưng mà anh ơi, vừa nãy cái lúc mà anh bị đẩy ấy, có mấy thằng chúng nó đi qua chúng nó cười anh đấy. Thật á? Mẹ. Anh không để yên vụ này đâu. Đi về. Cảm ơn cậu nhá. May nhờ có tay lái xe của cậu ấy mới đưa mẹ tôi đến viện kịp thời đấy. Kinh nghiệm lái xe của em anh. Em lái xe cũng hơn chục năm rồi. Trời, tao bắt được mày rồi. Mày lái xe của thế à? Mày lái xe mất dạy của thế à mày? Lại đi. Lại là mày à? Tao hỏi mày nhá. Mày bảo lại lái xe của mày đi. Chạy xe kiểu mất dạy như thế, vượt mặt tao, để cho người tao hít khói như thế à? Rồi mày lại. Cậu về trước đi, để tôi lo cho. Vâng. Này thứ kia, mày đứng lại đấy. Mày làm quái gì đấy? Tôi phải hỏi hai người làm cái gì mới đúng. Nào, anh nói cho tôi nghe, ai vượt mặt xe anh? Thì gì nữa? Thì chị gái à? Sau ra đường ấy, đừng có chị gái nữa. Người ta đấm cho vỡ mồm. Đấm cái gì mà đấm? Tao bảo vệ người yêu tao cơ mà. Đúng rồi đấy. Anh định kiếm chuyện với người yêu tôi đúng không? Tôi không rảnh để kiếm chuyện với hai người. Tôi nói cho hai người biết nhé. Sau này ra đường ấy, kiếm việc gì có ích mà làm, có ích cho xã hội vào. Đừng có đi gây sự với người khác, ảnh hưởng đến công việc của người ta rồi tính mạng của người ta nữa. Đúng là hai đứa trẻ trâu. Này! Sao im lặng thế? Không chửi à? Nó đúng mà. Ôi số hèn ơi là hèn. Chả khác gì con hổ giấy cả. Này tôi nói cho anh biết nhá, tôi sẽ kiếm thằng nào máu mặt hơn để yêu. Chia tay đi. Tâm. Tuy. Ơi cái con bé này, lâu lâu mới đến thăm mẹ mà mày chỉ nhìn lại cái mặt mũi mày xem, có khác gì cái bánh đa ngâm nước không? Con nó bực lắm đấy. Bực cái gì mà bực? Này, tao là mẹ mày đấy nhá. Tao làm gì mày mà mày bực?
Ôi giời ơi, con đang quên một cục đây này. Mẹ có nhớ cái thằng Phúc hôm trước mà con dẫn đến nhà mình không? À, tao nhớ rồi. Cái thằng mà hay khua môi múa mép chứ gì. Thế làm sao? Nó dám đá con gái mẹ à? Ôi giời ơi, cái thằng đấy mà dám đá con á. Nghĩ lại mà quên một cục luôn ấy. Đây con kể cho mẹ nghe nhá. Hôm trước ấy, bọn con đang ngồi trên xe chạy băng băng ngoài đường, đang cười nói vui vẻ với nhau, thì tự dưng có một cái ô tô nó vượt lên đầu bọn con. Con ngồi đằng sau con hít khói túi bụi đây này. Thế xong rồi cái thằng Phúc ấy, nó cũng xông xáo, nó cũng phi lên, con tưởng là đòi lại công bằng cho con cơ. Thế rồi sao? Thì nó chạy lên, nó chặn đầu ô tô để nói chuyện ấy. Thế xong rồi cái thằng ở trên ô tô nó nhảy xuống nó đánh cho thằng Phúc một trận no đòn luôn. Ôi, mà mẹ biết con gái của mẹ rồi đấy. Xinh xắn như thế này mà người ta nhìn thấy nhục mặt chết đi được. Mà còn bao nhiêu người đứng người ta quay phim chụp ảnh nữa cơ. Ôi dồi ôi, chết thật đi. À đấy, nó còn chửi con là cái loại con gái mất dạy, giang hồ này kia cơ. Như thế khác nào là chửi vào mặt mẹ đâu. Thôi, con chia tay rồi. Láo quá, láo quá. Đúng là dẫm phải cứt mà. Lại mày cơ. Mẹ đã bảo rồi, yêu những cái thằng mồm mép như thế rồi có ngày nhục ra. Con cũng có biết gì đâu. Bây giờ mẹ làm thế nào hả mẹ? À mà đấy, nhắc mình nhớ cơ, con là con cay nhất cái thằng làm mễ mặt con nhá. Mẹ ơi, mẹ phải đòi lại công bằng cho con đi, mẹ phải xử hắn ta đi. Được, nhất định là mẹ không để đứa nào bắt nạt con gái của mẹ đâu. Mẹ bảo này, mẹ có cái mối này cho con hay lắm nhá. Thằng này đúng không em? Đúng rồi ạ. Lại là cô à? Sao cô biết nhà tôi hay thế? Tao muốn biết thì có gì mà khó. Này cậu kia, ai cho cậu dám bắt nạt con gái tôi? Cậu có biết con rể tôi là ai không hả? Này, tao nghe nói là mày bắt nạt người yêu tao đúng không? Tao nói cho mày nghe, nói chuyện tử tế thì nói, còn nói chuyện kiểu như mày dễ gãy cổ lắm đấy. Sao? Bồ mới à? Nó là con rể tôi. Chỉ trò linh tinh cái gì đó hả? Đúng rồi đấy, tao có bồ muối liên quan gì đến mày? Thì chả liên quan gì đến tôi cả. Nhưng mà tôi thấy là sắp có một thằng phải chết trận. Mẹ ơi, hắn ta bắt nạt con kìa. Tao nói cho mày biết nhá, con gái tao ấy là cành vàng lá ngọc, được ăn học tử tế đàng hoàng. Mày mà dám động đến nó thì mày sẽ biết tay tao. Này anh trai, đừng có dính vào loại con gái này. Đừng để cô ta tiêm nhiễm vào đầu anh để khó chị gái. Con rể, con đừng nghe nó nói. Mày có biết là mày phá hoại hạnh phúc của con gái tao không biết bao nhiêu lần không hả? Tôi chả có thời gian đâu để xem vào chuyện của bà với con gái bà cả. Nhưng mà này, tôi nói cho anh nghe, đừng có dính vào cái loại đàn bà này, có ngày rước họa vào thân. Anh ơi, anh đừng có nghe hắn ta nói linh tinh đi nhá. Nói linh tinh à? Chắc là anh không biết đâu nhở. Trước anh ấy, có một thằng đã từng chặn đầu xe tôi trong lúc mà tôi đang chở mẹ tôi đi cấp cứu, còn đánh người bị thương. Chuyện này như nào? Mẹ, không phải như thế đâu con rể. Anh ơi, hắn ta đang nói dối đấy, đừng có tin nhá. Thôi, con mệt hai mẹ con bà quá, buông tao tôi đi. Kìa, con rể. Anh Trung, mày còn định gây chuyện đến bao giờ nữa hả? Mẹ ơi, người ta biết hết chuyện rồi, nhưng con ấy thì làm sao? Đừng mà bỏ qua cho hắn ta đấy nhá. Tao nhá, tao sẽ cất công tìm một thằng con rể cho con tao có thể trị được mày. Mày sẽ biết tay tao. Bà thôi đi, tôi nói cho bà biết nhá. Dạy con như bà ấy, hỏng hết một thế hệ đấy. Chiều con không đúng cách ấy, sẽ tạo nên một đứa trẻ hư đấy. Bà con ơi, mọi người ơi, bà con ơi, ra đây mà xem này, nó đánh người già này. Ôi, ra đây xem này. Hai mẹ con bà làm tôi đau đầu không? Có cần tôi trích xuất camera hộ không? Này, làm người xấu thì dễ, làm người tốt ấy, thì phải học đấy.